Ở cái mùi hương này thì mình thấy cái mùi hương cam chanh á, nó gần như là cái mùi hương chủ đạo luôn. Nó lấn át hầu hết tất cả các nốt hương khác. Thì cái mùi hương này nó xuất hiện, nó giống như là tạo thêm một cái sự lựa chọn cho những người mà yêu thích cái mùi hương cam chanh. Và mà khi mà mình ngửi cái chai Versace Eros Energy này thì mình thấy nó khá là giống, không hẳn là giống, nhưng mà mình có liên tưởng tới một chai nước hoa khá là nổi tiếng, đó chính là cái chai... Hello chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như các bạn mới biết đến kênh của mình thì là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa cho cả nam và nữ dựa trên góc nhìn cá nhân của mình để các bạn có thêm những thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Và cái chai mà Versace Eros á, chắc hẳn là các bạn nam đã khá là quen thuộc rồi. Nó khá là nổi tiếng bởi những cái phiên bản như là Eau de Toilette này, Eau de Parfum. Cái mùi hương á, nó được biết đến là một cái mùi hương mà lưu hương lâu, tỏa hương mạnh. Cái mùi hương nó cũng có một cái độ ngọt rất là đáng kể nữa. Tuy nhiên thì mình thấy lúc thời gian gần đây thì cái thương hiệu Versace và cái chai Versace Eros này nó đang dần đi vào lãng quên rồi. Mình thấy là như vậy, không biết là các bạn có thấy như vậy hay không. But anyway, thì trong cái năm 2024 này, nhà Versace họ đã ra mắt một cái phiên bản Eros mới có tên là Versace Eros Energy. Mình nhớ hôm bữa mình có làm một cái video lúc mà mình mới nhận cái chai Versace Eros Energy này thì mình có mở hộp và trải nghiệm lúc ban đầu ở cái mùi hương Energy này. Phải nói đây là một cái mùi hương mà khá là mới mẻ của nhà Versace cụ thể như thế nào thì mình sẽ chia sẻ trong cái video này cho các bạn. Và không biết có các bạn nào đang tò mò muốn biết về cái mùi hương này không nhỉ? Và nếu như các bạn xem video thấy hay thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp theo nhận động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Về phần ngoại hình của cái chai Versace Eros Energy này thì ngoại hình nó cũng rất là giống những cái chai Eros lúc trước thôi. Chỉ có là cái màu sắc thì nó sẽ được thay đổi bằng màu vàng. Nắp chai thì nó cũng sẽ thay đổi bằng màu vàng đồng nữa. Nhìn cái màu vàng này thì nó khá là giống cái tên của chai nước hoa. Nó mang lại năng lượng khi mà mình nhìn vào cái chai nước hoa này. Ở trên thân chai thì cũng sẽ có tên thương hiệu và tên của chai nước hoa nữa, với nồng độ là Eau de Parfum. Và mình thấy lúc này những cái dòng nước hoa mới ra của những hãng designer thì họ đều bắt đầu bởi nồng độ Eau de Parfum hết. Mình không thấy nồng độ Eau de Toilette nhiều cho lắm. Chẳng qua là những cái chai nước hoa mà cũ trước đây thì sẽ thấy nồng độ Eau de Toilette, còn hiện tại thì mình thấy nồng độ Eau de Parfum khá là nhiều. Và ở cái thiết kế chai này của Versace Eros thì cái thiết kế chai nó sẽ không có refill được. Nó sẽ không giống so với là một số nhà nước hoa khác, ví dụ như là Armani hay là Dior, thì họ vẫn có thể thiết kế cái chai nước hoa và thiết kế cái chai refill để các bạn châm nước hoa vào lại. Còn ở cái chai nước hoa này thì các bạn xài hết thì dùng luôn chai nước hoa. Còn về dung tích size của Versace Eros Energy này thì không tính cái bản mini mình đang cầm thì họ có 3 size. Size nhỏ nhất là 50ml, sau đó là 100ml và size lớn nhất là 200ml. Đặc biệt là size 200ml. Mình nghĩ ở Việt Nam khá là ưa chuộng cái size 200ml, mà không phải là người sử dụng ưa chuộng mà chính là những người bán hàng. Bởi vì đa số họ mua cái chai size 200ml về là dùng để chiết ra. Thì chiếc bằng chai 200ml thì nó sẽ kinh tế hơn so với là những cái phiên bản nhỏ hơn. Còn đa số người tiêu dùng thì họ sẽ chọn những cái phiên bản nhỏ hoặc là phiên bản nào đó mà phù hợp với lại họ thôi, ví dụ là 50ml hay là 100ml chẳng hạn. Và đó là sơ lược qua một chút về ngoại hình cũng như là cái dung tích size của cái chai Versace Eros Energy này. Về phần mùi hương, mình nghĩ hình như đây là lần thứ tư mình trải nghiệm cái mùi hương này rồi á. Mình có trải nghiệm thêm vài lần nữa lúc mà mình viết kịch bản cho cái mùi hương này. Thật sự lúc mà mở đầu thì phải nói nó giống như là một cái quả bom tấn về mùi hương cam chanh luôn á. Lúc lần đầu mình mới ngửi cái mùi hương này thì mình có cảm giác giống như là mình đang ăn một cái tép bưởi hoặc là một cái tép cam mà nó chín vậy, nó khá là mọng nước. Mùi hương nó rất là mát mẻ, nó rất là dễ chịu, nó juicy, nó mọng nước và da nó khá là sảng khoái nữa. Bên cạnh đó thì mình có ngửi được cái mùi hương của quả lý chu đen và rêu sồi nữa, nhưng mà thật sự nó khá là nhẹ. Ở cái mùi hương này thì mình thấy cái mùi hương cam chanh nó gần như là cái mùi hương chủ đạo luôn. Nó lấn át hầu hết tất cả các nốt hương khác. Những cái nốt hương khác như là tiêu nè, black curry nè, quả lý chu đen và rêu sồi hay musk hay là patchouli thì thật sự là mình không có ngửi được rõ. Và lúc mà mình check cái chai Energy này ở trên Frandica thì họ để cái main course chỉ là citrus thôi. So với lại nhiều chai nước hoa mà có tông mùi citrus khác ở trên thị trường thì cái main course họ có thể sẽ để thêm ví dụ như là aqua nè, green nè, musky nè, đại loại như vậy. Còn ở cái chai Eros Energy này thì nó chỉ có một cái main course duy nhất là mùi cam chanh citrus thôi. Và đúng như khi mình ngửi thì cái mùi hương này đúng là nó chỉ có citrus thôi. Nó rất khó để nhận biết được những cái mùi hương khác. Cái mùi hương citrus như là mùi của bưởi, mùi của cam á, nó hiện rất là rõ và nó là xuyên suốt của cái mùi hương nước hoa này luôn. Và khi mà mình ngửi cái chai Versace Eros Energy này á, thì mình thấy nó khá là giống, không hẳn là giống, nhưng mà mình có liên tưởng tới một chai nước hoa khá là nổi tiếng, đó chính là cái chai Creed Aventus. Mình thấy mở đầu á, nó khá là giống Creed Aventus, nhưng mà bây giờ mình muốn xịt ra để so sánh thêm một lần nữa. Mở đầu mình không hẳn là giống, nhưng mà mình thấy cái mùi hương á, mình cứ nghĩ tới cái chai Aventus này không à. Thật sự trong khoảng một tiếng đầu á, khi mà mình ngửi cái chai Energy này á, thì cái hình ảnh của cái chai Aventus á, nó luôn xuất hiện trên đầu của mình. Nói là giống á, thì nó không hẳn là giống. Khi mà mình ngửi hai cái mùi hương này bên cạnh nhau á, thì mình dễ dàng nhận ra được cái sự khác biệt của nó. Nếu mà nói á, thì cái chai Energy này á, nó giống cái họ mùi của Aventus, chứ không hẳn á, là giống là cái mùi hương. Bởi vì khi mà chúng ta ngửi hai mùi hương này bên cạnh nhau á, thì thật sự cái mùi hương á, nó có giống, nhưng mà khi chúng ta so sánh á, thì nó sẽ có cái sự khác biệt. Và cái sự khác biệt đó nó rất là dễ để nhận biết. Tuy nhiên nói như vậy, chứ thật sự cái cảm nhận về cái chai Aventus này á, thì chắc chắn là có. Và mình nghĩ hầu hết tất cả các bạn nếu mà có ngửi qua cái chai Versace Energy này á, thì một là các bạn liên tưởng tới Creed Aventus, hai là các bạn sẽ liên tưởng tới những cái chai nước hoa clone của Creed Aventus chẳng hạn, như là Mont Blanc Explorer này, hay là Club de Nuit chẳng hạn. Mình nghĩ 90% khi mà các bạn ngửi cái mùi hương Versace Eros Energy này thì các bạn sẽ liên tưởng tới Creed Aventus, còn không sẽ là clone của nó. Bởi vì mình đọc khá là nhiều đánh giá trên mạng rồi, thì hầu hết mọi người đều cho thấy là họ đều liên tưởng tới cái chai Creed Aventus này hết, còn không sẽ là Creed Aventus clone. Còn về tổng thể của cái mùi hương Versace Eros Energy này thì nó là một cái sự mới mẻ và khác biệt đối với là những cái chai nước hoa khác của nhà Versace. Nếu các bạn đã biết tới những cái chai nước hoa Versace Eros lúc trước thì đó là những cái mùi hương mà nó khá là nồng, nó khá là đậm, mùi hương khá là ngọt nữa, như là bản Eau de Toilette, Eau de Parfum chẳng hạn. Còn ở cái mùi hương Versace Eros Energy này thì cơ bản cái base mùi của nó chỉ là mùi citrus cơ bản thôi. Mùi nó mát, mẻ, nó dễ chịu và nó khá là nịnh mũi nữa. Và mùi hương này nó sẽ thích hợp dùng vào mùa hè hoặc là những cái thời tiết mà nó nắng nóng. Thật sự lúc mà thời điểm cái chai Eros Energy này ra mắt là khoảng tháng 5, tháng 6 ở nước ngoài và thời điểm đó cũng là mùa hè nữa. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình thấy cái chai nước hoa này nó mới xuất hiện ở Việt Nam. Chắc mùa hè năm sau, năm 2025 thì có thể sẽ nhiều người chú ý đến cái chai nước hoa này. Còn mà nói là các bạn nào mà sống ở những cái khu vực phía Nam thì cái chai nước hoa này gần như là sử dụng được quanh năm luôn. Và còn về độ lưu hương của chai nước hoa này thì mình thấy nó lưu được khoảng 5 tiếng. Nó lưu cũng khá là tốt ở cái mùi hương, chỉ có tông chủ đạo là mùi hương cam chanh thôi. Còn tỏa hương thì mình thấy nó tỏa khoảng hơn một cánh tay ở giai đoạn đầu. Còn sau đó thì mùi hương nó sẽ giảm xuống khoảng gần một cánh tay. Nhìn chung thì cái chai nước hoa này nó tỏa hương cũng khá là tốt. Thì đến phần đánh giá của chai Versace Eros Energy này thì đây là một cái mùi hương nó tươi mát, nó dễ ngửi. Tuy nhiên nếu mà phải đặt lên cái bàn cân so sánh đó là những cái mùi hương cam chanh khác ở trên thị trường thì cái mùi hương này nó xuất hiện, nó giống như là tạo thêm một cái sự lựa chọn cho những người mà yêu thích cái mùi hương cam chanh. Cái mùi hương Versace Energy này thì nó mới mẻ và khác biệt so với là những chai nước hoa khác trong nhà Versace thôi. Chứ thật sự nếu mà so sánh với là những cái chai mà tông mùi citrus khác ở trên thị trường thì nó không hẳn là một cái mùi cam chanh mà nó nổi bật hơn tất cả. Ý của mình ở đây không phải là mình chê cái chai Energy này. Thật sự như mình đã nói, đây là một cái mùi hương mà nó tươi mát, nó dễ chịu, nó dễ ngửi. Như giả sử như các bạn đang đi ngửi mùi hương nước hoa, các bạn muốn tìm một cái mùi hương nước hoa có tông mùi là citrus cam chanh và các bạn ngửi được cái chai Versace Eros Energy này thì có thể các bạn sẽ cân nhắc lựa chọn cái mùi hương này so với là một số mùi hương khác nữa, ví dụ như là Bohemian Lam nè, hay là Dior Cologne chẳng hạn. Hoặc là các bạn cũng có thể cân nhắc đối với là những cái chai như là Creed Aventus hoặc là clone của Creed Aventus như là Club de Nuit hay là Mont Blanc Explorer chẳng hạn. Mình không chắc lắm nhưng mà mình nghĩ là như vậy. Các bạn có thể ngửi qua cái mùi hương này thử và cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Thật sự đối với mình thì đây là một cái mùi hương mà nó có cũng được mà không có thì cũng không sao cả. Và có một điều nữa mình muốn chia sẻ ở cái tên Energy này. Thì lúc mà mình trải nghiệm cái mùi hương này thì do nó tên là Energy cho nên mình tưởng tượng giống như là khi mà các bạn chơi game chẳng hạn, các bạn tích nộ vào một cái skill, các bạn tích mana vào một cái skill và các bạn bung cái skill đó ra. Thì khi mà các bạn sử dụng cái skill đó rồi thì cái lượng năng lượng nó trở về không và các bạn cần phải hồi lại. Thì cái mùi hương này nó cũng như vậy. Nó thể hiện rất là tốt, rất là mạnh ở giai đoạn đầu khoảng 1-2 tiếng đầu nhưng mà từ tiếng thứ 3, tiếng thứ 4 thì nó sẽ dần trở thành kinseng. Mùi hương nó dịu xuống, gần như là các bạn phải ngửi gần thì các bạn mới ngửi được. Thì da nó giống như là các bạn tích mana cho một cái skill vậy đó. Các bạn mà muốn cái mùi hương nó nồng, nó đậm hơn lại thì da sẽ tiếp. Nó giống như vậy thôi. Chứ thật sự nó không phải là một cái mùi hương mà nó ồ wow đâu. Thì cái phiên bản Versace Eros Energy này ra mắt á, cho thấy cái dấu hiệu á, là nhà Versace muốn tạo ra một cái dòng nước hoa mới bên cạnh những dòng nước hoa cũ thôi. Thì có tên là Energy. Maybe trong tương lai 1-2 năm nữa thì họ có thể sẽ ra mắt một số phiên bản flanker khác của dòng Energy, như là bản Intense, bản Perfume chẳng hạn. Nó cũng giống như là những cái bản Eros cũ trước đây, hay là dòng Eros Flame của Versace á, thì cũng sẽ có những cái phiên bản có nồng độ khác nhau nữa. Nhưng mà đó cũng chỉ là dự đoán của mình thôi, mình không có chắc. Maybe. Và đó là đôi chút đánh giá của mình về cái chai Versace Eros Energy này. Đến phần chấm điểm á, thì cái nét đặc biệt mình sẽ chấm nó ở mức là 3/5 điểm. Cái mùi hương này thì nó dễ ngửi, nó dễ chịu, nó tươi mát. Nhưng mà về cái tính chất mùi hương mà nó có thật sự là một cái mùi hương mới mẻ, nó đặc biệt hay không á, thì da mình không có cảm nhận được cái điều đó. Còn về độ đa dụng á, thì mình sẽ chấm nó ở mức là 4/5 điểm. Cái mùi hương này á, thì mình nghĩ nó khá là dễ dùng, đặc biệt là ở Việt Nam nữa. Chỉ trừ những cái ngày quá lạnh á, thì các bạn không dùng được thôi. Về độ lưu hương á, thì nó lưu được trên da khoảng 5 tiếng. Độ lưu hương này cũng khá là tốt, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 3.5/5 điểm. Còn về độ tỏa hương á, thì nó tỏa khá là tốt ở giai đoạn đầu, còn về sau á, thì nó sẽ giảm dần. Độ lưu hương này mình chấm nó ở mức là 4/5 điểm. Còn về giá tiền á, thì giá cho chai 100ml là 115 đô Mỹ. Cái giá tiền này á, thì nó không hẳn là rẻ, nhưng mà nó cũng không phải là giá cao, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 3.5/5 điểm. Thì tổng số điểm của chai nước hoa này á, là 3.6/5 điểm. Thì vừa sau mình vừa chia sẻ cho các bạn cái chai Versace Eros Energy mới ra mắt năm 2024 này. Các bạn nghĩ sao về cái mùi hương này? Các bạn đã ngửi qua cái mùi hương này chưa? Và nếu các bạn ngửi qua rồi thì cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem video thấy hay và giúp ích được cho các bạn, hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp nhận động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Và ra một video mới vào tối thứ Bảy mỗi tuần. Nếu mình có thêm thời gian thì mình sẽ cho một video vào thứ Tư nữa, cho nên các bạn không bỏ lỡ đâu.